Chào các bạn, tôi là Đăng Khoa, huấn luyện viên đến từ Liên đoàn Thể dục Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trước tình hình dịch bệnh COVID-19 thì mọi người không thể đến phòng tập được. Hôm nay tôi xin phép hướng dẫn mọi người một số bài tập tại nhà để có thể tăng cường sức khỏe tốt hơn. Rồi, để không mất thời gian nữa thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần khởi động luôn. Rồi, đầu tiên hai chân chậm lại, tay đan vào nhau, vươn lên, nhón chân vươn hết người. Rồi, tiếp tục hạ xuống, tay tiếp tục đan đưa ra sau, mở ngực, căng thân lên, hít thở sâu vào. Rồi, trở lại tư thế cũ, chân trái ra sau, tay phải đưa lên, nghiêng qua, tiếp tục giữ đó để khởi động cho phần thân người bên này. Rồi, đổi bên nào, nghiêng qua, căng xuống, thật là thoải mái. Rồi, thôi, hai chân rộng bằng vai, tay phải qua, tay trái ép, căng. Tiếp tục giữ luôn tay phải, đưa ra sau, kéo khuỷu tay. Rồi, tương tự vậy, đổi bên, tiếp tục ép qua. Rồi, đưa tay ra sau. Rồi, tư thế này tiếp tục, hai chân rộng hơn, tay đan, nghiêng người, thẳng lưng, đẩy về trước. Ok. Rồi, tiếp tục đây, co gối, lấy tay, đẩy nhẹ háng ra. Rồi, tiếp tục rộng hơn, nghiêng sâu qua, tay chạm, giữ đây không nhấp nha. Rồi, đổi bên. Rồi, chân chậm lại, ôm sát đùi này, mình đi chậm, từ từ xuống, tới khi chạm cổ chân. Rồi. Rồi. Rồi, phần khởi động của mình thật là đơn giản. Tiếp theo em sẽ giới thiệu cho các bạn một bài tập là cardio. Thì trong chuỗi cardio của mình sẽ gồm có 5 động tác. Rồi, động tác thứ nhất, hai chân rộng hơn vai. Đây, mình sẽ chống sấp di chuyển bằng tay. Đầu tiên, hạ xuống. Rồi, hai tay đặt ra, bò dừng tới trước. Chú ý ở động tác này, lưng mình thẳng ha. Rồi, bò vô lại, đứng lên. Rồi, quay ngang để mọi người dễ nhìn thấy. Hạ xuống, tay đặt ra, đi ra. Chú ý lưng thẳng, không có chọc lưng lên. Rồi, lùi vào, tiếp tục vậy, đứng lên. Ok, mình sẽ thực hiện động tác này từ 10 tới 15 lần, có thể hơn nữa, tùy theo sức khỏe mọi người. Rồi, bây giờ bắt đầu làm. Rồi, chuẩn bị, bắt đầu. 1, ra, lên, 2, 3, 4, thoải mái vào, lên thở ra xuống, 5, tiếp tục, 6, ráng lên, 4 lần nữa thôi, 3, 2, lần cuối cùng. Rồi, thôi. Rồi, động tác tiếp theo, bật căng thân người lên, hai chân chậm lại, không gian rộng nữa ha, mình sẽ chậm lại, tiếp tục ngồi xuống, hai tay ra sau, bật mạnh, căng người lên. Lưu ý, trước khi bật, mình sẽ hít sâu vào, bật lên mình sẽ thở ra, đây, hít, thở mạnh. Ok, mình sẽ thực hiện 10 lần tới 15 lần. Rồi, mình sẽ bắt đầu nha. Các bạn chuẩn bị nhé. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, nhớ hít thở, 6, 7, 8, 9, lần cuối. Ok, hít thở sâu vào. Rồi, tiếp tục động tác chạy nâng cao gối tại chỗ. Mình sẽ chạy như thế này. Rồi, lưu ý ở đây, hai tay
sẽ đánh. Chân, đầu gối nâng lên, vuông góc với thân người. Tiếp đất là mình sẽ tiếp bằng mũi chân, không đặt gót chân. Mình sẽ chạy liên tục tại chỗ từ 15 tới 20 giây. Nào mình bắt đầu nhé. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1 thôi. Hít thở, đi bộ, hít thở sâu, thở mạnh, tiếp tục, hít thật sâu, thở mạnh. Tiếp theo, động tác thứ tư, đứng lên, ngồi xuống và gập nâng gối, chéo người xuống. Rồi chuẩn bị, mình sẽ đứng tư thế chân rộng hơn vai. Nhịp 1 xuống, 1 lên, gập chéo người qua. Khuỷu tay bên phải sẽ gập chéo để đụng được đầu gối bên trái. Lưu ý của mình là phải xoay cái thân người để kết hợp vô phần bụng của mình. Rồi mình sẽ làm liên tục hai bên. Ok, bắt đầu. 1 2 3 xuống hít, lên thở, tiếp tục. 5 6 8 lần cuối thôi. Hít thở tại chỗ thật thoải mái. Vừa hít thở vừa nhìn động tác tiếp theo. Động tác thứ 5, chống sấp, di chuyển chân. Mình sẽ mô phỏng động tác leo núi. Đây, người chú ý ha. Hai tay đặt xuống, lưng thẳng, chân sẽ kéo gối lên, đi vào, 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 ra, ra. Không hỏng mông lên, không đi như thế này ha. Hạ mông, lưng thẳng, kéo gối. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, cứ một lần vào, ra sẽ tính 1, sẽ đi khoảng từ 10 lần. Rồi, rồi bắt đầu. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4, 5, 2. Tiếp, 6, 2, 4 lần nữa thôi. 8, 2, 2 lần cuối. Lần cuối cùng, 1, 2, 3, thôi. Rồi, tôi vừa giới thiệu xong cho mọi người 5 động tác vận động cardio tại chỗ. Mình có thể tăng số lần lên tùy theo sức khỏe. Rồi, tiếp theo sẽ hướng dẫn cho mọi người một bài aerobic đi để tăng cường thêm thể lực và nhịp tim của mình. Rồi, em sẽ chỉ chậm trước khi vào nhạc, sau đó chúng ta bắt đầu vào nhạc. Đầu tiên, ta sẽ đi bộ tại chỗ 6 lần 8 nhịp. Thì trong đó 2 lần đầu mình sẽ đi tại chỗ như này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Lần thứ 3 tay lên. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục. 2 lần nữa. Lần cuối. 4, 3, 2, thôi. Sau đó tiếp theo động tác V-step. Nhịp 1, chân phải bước lên góc xéo khoảng 45 độ, tay trái đánh lên. Nhịp 2, chân trái bước lên ngang chân phải cũng xéo 45 độ. 3, trở về. Rồi, mình sẽ đi nhanh hơn. 4 lần 8 nhịp. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. Tiếp tục. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Rồi, tiếp theo, động tác co gối sau. Mình sẽ thực hiện 4 lần 8 nhịp như thế này. Bước qua nhịp 1, 2, co chân trái lên, gót, chạm mông. Đồng thời, tay, đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
5, 6, 7, 8. Rồi. Rồi. Động tác tập về cơ đùi. Mình sẽ đứng hai chân rộng. Xuống chậm 4 nhịp và lên 4 nhịp. Như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi, mình sẽ làm 4 lần 8 nhịp như vậy. Rồi, chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2. Lần cuối cùng. 4, 2. Thôi, tiếp tục. Vẫn là động tác này. Mình chỉ thay đổi nhịp thôi. Ở đây, nhịp 1, 2 mình sẽ nhấp. Nhịp 3, 4 thì mình sẽ lên. Như thế này, mọi người xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi, mình lại tiếp tục làm 4 lần 8 nhịp. Rồi, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2. Lần cuối. 4, 2, 3, 4, 5, 6. Thôi. Rồi, vẫn tư thế này. Mình sẽ nhúng người, chuyển trọng tâm qua lại. Như thế này, mọi người xem trước ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lưu ý, nhúng người xuống, xoay qua. Mình sẽ làm 4 lần 8 nhịp. Rồi, 5, 6, 7, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1, thôi. Tiếp tục mình sẽ có tổ hợp hai động tác kết hợp với nhau. Là bước chậm chân trước qua phải trước. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, V-step lên nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mọi người thấy kỹ mà. Rồi. Mình sẽ làm thực hiện 4 lần 8 nhịp, 2 lần 8 cho bên phải, 2 lần 8 cho bên trái. Rồi, 5, 6, 7, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Tiếp theo, tổ hợp nữa. Di chuyển qua phải và nhảy tách chùm. Mọi người xem ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục đi qua đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ thực hiện 4 lần 8 nhịp luôn. Rồi, các bạn chuẩn bị. 5, 6, 7, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. Tiếp tục. 3, 2, 3, 4. Lần cuối cùng. 4, 2, 3, 4. Thôi. Tiếp theo, động tác để mình thả lỏng lại bớt. Đi bộ lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình cũng thực hiện như vậy, hai lần như vậy là 4 lần 8 nhịp. Rồi. Ok. Chuẩn bị. 4 3 2. Rồi bắt đầu lên. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. 3 2 3 4. 4 2 3 4. Thôi. Rồi. Đó là tất cả động tác mình có trong bài ha. Một hồi mình sẽ có lần lặp lại động tác nữa, nhưng mà rất ít. Rồi, bây giờ thì tới phần tập với nhạc. Hai, hai, ba, bốn. Tay chuẩn bị, bắt đầu. Tục, hít sâu. Thở ra. Ba, hai. Chuẩn bị, đi step. Bốn, 3, 2, V-step lên. Tiếp tục, 2, 2. 3, 2. 4, 3.
gót và mông. Đâu, vô, 1, 2. Tiếp tục, 3, 2. 4, 3. Quát, 2, 2. Bắt đầu, 1, 2, 3, lên. 5, 6, 7, tiếp tục. Hít sâu, thở ra. Mở gối, lần nữa. 4, 3. Nhấp 2 và lên nhanh, bắt đầu. Nhấp lên thôi. Hít sâu, siết bụng, tiếp. Tiếp tục, 3, 2. 2 lần nữa. 3, 2. Nhún người, chuyển trọng tâm, bắt đầu. 2, 2, 3, 4. 3, 2. 4, 3, 2, bước chậm, 1, 2, 3, 4, reset, đổi bên nha mọi người, đầu, 3, 2, reset, chéo qua phải, đầu, 1, 2, 3, 4, tiếp, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, lần nữa, 4, 2, 3, 4, đi bộ lên, 1, 2, 3, 4, lùi, 2, 2, 3, 4, lên tiếp tục, 3, 2, lần cuối, 4, 2, 3, 4, squat, bắt đầu, 4, 3, 2, lên chậm, 4, 3, 2, lần nữa thật là chậm rãi, ngồi xuống sâu, lên, 4, 3, 2 lần gối, chân trái, 1, 2, phải, squat, xuống, lên, tiếp tục lặp lại, kéo cơ, siết cơ bụng lại, xuống, lên, hít, thở, tiếp. Lần cuối cùng, hít, thở, bước giảm, đâu, 1, 2, 3, 4, reset, 2, 2, 3, 4, trái, V, 1, 2, chéo chân, 1, 2, 3, 4, tiếp tục, 3, 3, 2, lực cuối cùng, đi bộ tại chỗ, hít thở, tiếp tục, hít sâu, thở mạnh, lần cuối cùng, rồi nghiêm luôn, ok, bài tập của mình đến đây là kết thúc, xin chúc các bạn có một buổi tập vui vẻ và tràn đầy sức khỏe, xin chào các bạn.